Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cây máy cắt cỏ nha. Cây máy cắt cỏ này nó có cái thương hiệu là Maruyama Beat M nha các bạn. Nhưng mà nhiều khi để chữ Maruyama viết thì quen thuộc quá. Cái máy này nó không có để chữ Maru nữa ha, mà nó để chỉ để chữ Beat M thôi ha. Beat M KC26. Cây Beat M KC26 này nó sở hữu một cái nòng là 34 ly nha các bạn. Và dung tích xi lanh đó là 26cc ha. Và dung tích đó là mình có thể hiểu nôm na giống như một cái số biểu thị cho công suất ha. Số này càng lớn là công suất càng mạnh nha. Còn về bê tông thì không phải là bê tông lớn là mạnh, mà không phải bê tông nhỏ mà yếu nha các bạn. Quan trọng là cái CC này ha. Mình cứ xem số CC thôi. Mình nhiều dòng máy bê tông rất là nhỏ nhưng mà CC nó vẫn lớn nha các bạn, do nó cái vên dài. Còn nhiều dòng máy bê tông rất là lớn nhưng mà CC nhỏ là do vên nó ngắn ha các bạn. Mình đừng bao giờ mình đánh giá cái máy theo cái nòng ha. Tại vì cái nòng nó muốn mạnh thì nó phải có nòng lớn, thì nó phải có vên kèm theo vên dài ha. Bê tông thì phải nhân cho khoảng chạy thì nó mới ra công suất được nha các bạn. Cho nên là mình cứ quan tâm số 26 nè ha. 26, 27, 28 ha. 20, 19, 20, 21 ha. Mình quan tâm tới cái số CC của nó đó ha. Số càng lớn thì càng mạnh ha. Cây Beat M này thuộc dòng máy hệ nha các bạn. Hệ có nghĩa là gì? Hệ là những cái máy sau này khi mà nó phát hiện được chế hòa khí quanh rồ chạy là ok nhất, thì nó sẽ lắp vào cái máy của mình một cái chế hòa khí quanh rồ để cho sau này mình xài nó rất là ok, không cần phải thay đổi gì hết ha. Nhưng mà cái máy bản thân gốc nó là nó đã gắn sẵn chế hòa khí quanh rồ thì nói chung là anh em gọi là máy hệ ha. Như dòng máy hệ này nó là Maruyama Beat M KC26 các bạn. Nó nãy mình giờ mình nói nó nòng 34 ly ha, 26cc ha. Nó xài một cái chụp giật thường nha các bạn. Nhưng mà dòng này nó có xả áp tự động nha các bạn. Xả áp tự động. Xả áp nó có nhiều loại xả áp lắm các bạn. Xả áp cơ, rồi xả áp tự mình nhận tay vào ha. Rồi có thể là mình giật chụp giật tự nó có hệ thống nó đè cái xả áp vào ha. Nhưng mà thế hệ cuối cùng nó là xả áp tự động, nghĩa là mình không cần sờ mó vào mà nó vẫn là có xả áp ha. Đây các bạn quan sát xem, nó mới y chang như đập thùng các bạn ha. Đẹp, cực kỳ xuất sắc luôn. Nắp xăng kính nha các bạn. Nắp xăng kính thế hệ của Maruyama toàn bộ 100% là nắp xăng kính hết các bạn. Nhớ cộng với xăng ha. Khi châm nhiên liệu vào các bạn nhớ xăng cộng với nhớt, nhớ cộng với xăng. Nhớ hai thì nha. Nhớ hai thì loại tốt, xăng 95 thì máy ok nhất. Nói chung xăng không còn, chứ không phải là xăng gì đi chăng nữa, mình khẳng định xăng đó là không còn thì máy ok ha các bạn. Còn nếu mà xăng có cồn thì nó rất là dễ phá hỏng cái chế hòa khí của mình nha. Tại vì cồn nó là một cái dung môi, nó làm cho các cái nhựa ở trong cái chế hòa khí của mình nó nở ra, cho nên là làm cho hòa khí của mình nó bị nghẹt. Do đó các bạn biết xăng nào không cồn thì các bạn sử dụng ok ha. Là cái chế hòa khí mình nó mới bền nha các bạn. Còn xăng nào mà pha cồn nhiều thì chế hòa khí mau hỏng. Các bạn quan sát xem, mới như y như đập thùng các bạn. G
rất là đã luôn. Máy mới tinh. Đây, các bạn xem, quan sát xem cái chế quà khí quanh rồ tự động của nó đây. Nó là chế quà khí quanh rồ tự động nha các bạn. Các dòng máy càng cận đại chừng nào là lại dùng chế quà khí tự động nha các bạn. Chế quà khí tự động máy sẽ bền hơn chế quà khí hệ kim nha các bạn. Nếu người không biết, chế quà khí tự động nó sẽ bền máy hơn chế quà khí hai kim ha. Tại vì tự động là do nhà chế tạo nó cân chỉnh sẵn, còn hai kim là do mình cân chỉnh ha. Nếu cân chỉnh đúng thì nó lợi lắm các bạn, còn cân chỉnh sai thì hại. Đây, các bạn quan sát xem, rất là đẹp luôn, mới chát luôn ha. Đây, quanh rồ đây ha, danh bất hư truyền luôn. Lỗ thông hơi đây ha các bạn, đây lỗ thông hơi nữa đây, trắng trắng nè, đây là cái lỗ thông hơi của nó. Made in Japan nha các bạn. Đây, để cho mình cho các bạn xem Made in Japan. Đây các bạn. Đấy. Made in Japan. Máy mình bữa nay sao không thấy nét được nha. Mét in sao bạn. Đấy các bạn. Ở phía dưới có logo của Maruyama nữa các bạn, hình tam giác. Nói chung cái máy rất là đẹp các bạn. Các bạn nhìn xem cái tâm của nó. Áo thì dạng ngính ha. Bắp chuối này trăng tinh luôn. Cái số seri nó nằm đây nha các bạn. Mình bó tay mình không có cho các bạn quan sát được ha. Cái số seri nó nằm đây nè. Không thể nào mà có thể mà quan sát được đó. Các bạn chụp đi rồi phóng to ra được nhiêu được ha. Số nòng và số seri của nó đó các bạn đó. Ha. Các bạn cứ chụp hình lại đi rồi phóng to ra thì được số nào hay số nấy, chứ mình không thể nào soi cho các bạn nhìn xem kỹ hơn được nữa ha. Cái khe nó rất là nhỏ các bạn đó. Ha. Số nòng nè, số seri ở dưới đó các bạn. Các bạn xem lại cái tâm ra lần nữa ha, tuyệt vời luôn các bạn. Cái tâm này á, tâm rời này nó có điều gì đặc biệt. Ở phần khúc trên này, từ đây lên đây nó dính liền vào cái chén côn nha các bạn, thì không bao giờ bị tuôn, không bao giờ, mình nói không bao giờ luôn. Do nó làm ở trên này là đầu răng nha các bạn, đầu ti dính vô cái chén côn này là răng bền bỉ bỉ luôn. Đầu dưới là vuông nha các bạn, đầu dưới nó gắn vào cái cùi thơm của mình là vuông, đầu trên này là răng, cực kỳ bền luôn các bạn. Đây các bạn quan sát xem, máy quá đẹp luôn. Nhìn là ghiền luôn các bạn. Chạy bền bỉ, rất là bền các bạn. Maruyama chạy rất là bền luôn. Dòng Maruyama là dòng máy hiện đại ha. Nó lấy những cái tinh túy của những máy khác, nó kết hợp lại nó thành cái máy Maruyama các bạn. Rất là đã luôn. Nó không có để chữ Maruyama bằng tiếng Anh ha. Nó chỉ biết em KC26 thôi, nhưng mà mình thấy chữ biết em đó mình biết của Maru rồi các bạn. Trắng cỏ của nó đây các bạn. Trắng cỏ chưa xét luôn. Trắng tinh luôn, cùi của nó đây, cùi có logo của Maruyama luôn các bạn. Đây, Maruyama nó làm máy của nó rất là kỳ công các bạn. Thấy không? Đâu có dòng máy nào mà có đóng cái thương hiệu ở dưới cái cùi đâu. Ngoài của Maruyama là mình chưa thấy dòng máy nào mà nó để thương hiệu ở dưới cái cùi hết. Đây các bạn, thấy không? Đóng chữ M luôn.
Maruyama chống dính cỏ nè, thích cháy luôn. Ở dưới chống mài mòn nè các bạn, đây chống mài mòn nè, bảo vệ con ốc ha, thấy không? Các bạn thấy rõ không? Bảo vệ con ốc kính luôn. Đây là lỗ cha mở nha. À, còn ở đây là có lỗ chốt nè, các bạn dây ngay về hướng cái nó trùng với cái lỗ cha mở bò này các bạn sẽ chốt được ha, cực kỳ đã luôn các bạn, bền bỉ bỉ luôn, rất là bền khít khao ha, rất là khít. Mình mới cha mở bò nó bị gít đó các bạn ha, mình mới cha mở bò vô đầy luôn, chạy lên hơi phát một là nó trơn lại. Lúc nào cái cùi mình cũng tra mỡ bò sẵn hết các bạn. Tổng thể cái máy mình đó các bạn, quá đẹp luôn. Hồi nãy mình nổ thử cho các bạn xem nha. Chạy thì khỏi phải nói rồi, cái máy đẹp như là mới mà. Chạy thì khỏi phải nói rồi ha. Đầu tiên thì máy nguội thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, để mình cho các bạn quan sát cái nòng ha. Nãy giờ mình quên giới thiệu nha các bạn. Các bạn nhìn xem cái nòng nó nè. Nghiền luôn. Tinh luôn ha, để mình nổ thử cho các bạn xem. Trắng mà trắng xám cái màu zin của nó các bạn. Bơm xăng đóng e lên ga ha. Thì mình giật nó một phát là nó sẽ sặc lên ha. Mình đóng e mình giật giật nó sặc thì chứng tỏ nó đã lên xăng ha, mình kéo e xuống mình giật tiếp là nó sẽ nổ. Còn như cái máy này ha, các bạn cứ đóng e không cần bơm xăng nổ, thậm chí không đóng e giật cũng nổ nữa các bạn. Có xả áp tự động các bạn. Nhẹ các bạn. Các bạn nhìn kỹ xem mình giật. Một vòng cũng nổ, không đầy một vòng cũng nổ các bạn. Trơn rồi, nó trơn mỡ bò rồi, mình lên ga là nó sẽ bắt bố rất là nhanh hơn rồi quần đầu ra, thấy không? CC 34 ly nha các bạn. Xài tầm làm vừa của mình rất là vừa tay luôn các bạn. Không hề yếu nha. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Bit Em KC26 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0
7 6 5 9 5 9 9 5 8. Xin mến chào các bạn nha.